Tiếp tục live tối của ngày 31 nha anh em. Live tối này thì em lên những mặt hàng có giá trị một chút nha. Có nghĩa là giá trị sưu tầm cao, nhưng mà vẫn là sale, giá trị cao mà sale này. Con này 1,3 triệu mà sale xuống cho anh em có 1 triệu nữa thôi. Đây là con áo Philos Hải Quân, ấm cực ấm. Vai của nó là 51 và dài áo của nó là 75. Áo ấm Hải Quân cực kỳ ấm anh em. Báo ấm, ấm ấm đồ luôn này. 1,3 triệu mã 61, giờ bán 1 triệu. Con này thì cái đai đôn ở dưới này nó bị mất một bên. Áo thì đều và đẹp nhưng mà nó bị mất một bên. Ở đây có một chấm dơ này. Bên này cũng có một bệt dơ. Có một bệt dơ nha anh em. Ở đây chính một chút dơ nữa này. Rồi ra đằng sau thì đây là cái dòng chữ của nó, nhưng mà đây nó bị dính sơn. Dơ nhá. Đây là dơ, không biết dơ gì đen đen như kiểu nhựa đường á. Ở đây nó bị dơ nữa này. Con này dơ hơi bị nhiều á. Nhưng mà áo thì hăng dày lắm, mới. Nhưng mà nó dính dơ nha. Hết đều và đẹp, con này của lính Mỹ á. Lính Mỹ nha anh em. Em đo vai ha. Đo vai này. Vai của nó là 51, hồi nãy đo cứ đo nhiều lần anh em phải để ý giùm em à. Dài áo 74 thật ra là em đo xong rồi em cũng không có để ý tới nữa đâu. Anh em là người biết số đo của mình và đo vai thì anh em tự biết là vừa hay không vừa nhá. Đấy. Con này là 80 đến 90 kg. Sale này, sale anh em 1 triệu ha. Chốt cho em mã số 61. Em rớt xuống cho anh em là 300 nghìn nữa. Mở hàng đầu like giùm em nha anh em. Ai ưng thì mở hàng đầu like giùm em nha. Ai cần có những con áo mùa đông. Bây giờ thời tiết chỗ anh em còn lạnh. Ở ngoài miền Bắc giờ đang còn lạnh lắm á. Tiếp một con M51. Con này cũng sale luôn này. Vai của nó là 51. Dài áo là 80. 51, 80. 7 medium regular. M51 nha. Nó thì ai mà chưa biết nó thì nó là y chang như M65 nhưng mà nó đời đầu của thằng M65 thôi. 1,9 triệu mã số 2, giờ xuống cho anh em là 1,4 triệu mã số 5. 1,9 triệu mã số 2. Xuống 1,9 triệu mã số 5. À 1,4 triệu mã số 5. Cổ tay này cũng có một chút tức tước, có một chút xước xước nhẹ nhẹ. Nói chung áo thì đều và đẹp. Nhưng mà ngay cái cổ tay này em thấy hai bên đều bị này, anh em kêu thở vắt sổ. Nó vắt cho một đường như vậy cho nó đẹp, đẹp trai lên nhá. Dây kéo kiếp của nó vẫn còn ngon lành này. Cái dòng này anh em đừng có nghĩ nó là bằng nhựa nha, nó không phải bằng nhựa đâu. Nó là một lớp xi bảo quản để cho nó khỏi reset thôi. Nó bằng nhôm á. Vai của nó 51, 52 và dài áo là 81. 70 đến 80 kg và cao 1m7 đến 1m74. Đó, xinh lè. Oh, xinh lè luôn. 70 đến 80 kg. Chốt cho em 1,4 triệu mã số 5. Con kia em ghi 6 mã số 6 mà em lại bật tiếp số 1. Thì ai chốt số 6 cũng được mà chốt số 61 cũng được nhá. Mã số 5. Tiếp một con này là sale mà tụt quần luôn nhá. Cái con áo này này, áo này gọi là áo thế chiến. Hàng xưa mới có. Nó form của thằng Badesi á. Vai 45. Vai 45, dài 83. Con này hình như cái vía hay sao á ta. Ở trong này là một lớp nỉ sót này.
Bình thường mấy cái dòng Battersea kia là nó rời, còn con này là nó liền luôn. Hàng xưa mà lúc màu nâu ha. Con này 1,4 triệu mà giờ sale xuống có 1 triệu này. Bán rẻ luôn, ấm cực kỳ ấm và đài ấm luôn. Mà con này độc không đụng hàng. Con này đặc biệt không có đụng hàng. Em bán rất là nhiều nhưng mà chưa có con nào đụng hàng con này hết á. Nó không có dài mà nó lở lở, nó nằm ở ngang cái lè của mình á. Nó nằm lở lở ngang cái lè của mình. Con này là 85 kg. Nhưng mà đúng của nó thì nó sẽ nằm như thế này này. 70 kg. Bây giờ nó được nó là 80-85 như thế này, xài một hàng nút nha. Rồi ai ưng chốt giùm em sale luôn 1,4 triệu xuống 1 triệu. Cái này gọi là lời đòi ấy. Bán sale rẻ cho em, cực kỳ ấm nha. Con này là phải nói nó phải âm đồ mới chịu nổi luôn á. Mã số 4 anh em. Mã số 4 tiếp một con Philot của thằng Tàu Hàm. Chiếc vải cực kỳ màu xanh này cực kỳ hiếm có luôn này. Thông thường nó màu xám xám kia. Vai 54. Dài áo là 64. Con này chất vải cực kỳ mới lắm nha. Nhưng mà cái bo chỗ này nó hot như thế này này. 3 triệu. Sale xuống mã sale xuống 2,5 triệu. Mã số 3. 3 triệu bán rẻ xuống 2,5 triệu luôn. Mới ken, con này là mùa hè nhá, không phải mùa đông đâu. Ở chỗ này có một vết trắng trắng nhẹ nhẹ nha em. Có một vết trắng nhẹ nhẹ đây này. Gọi là vết dơ á, mới lắm. Cái chỗ riêng nách này nó bị bung chỉ một chút, đạp lại giùm em chút nha. Gọi là bung chỉ thôi. Em đo lại vai và chiều dài nha em. Vai là 54. Dài áo là 65. 65 thì anh em tự tin thì bận trên 1m7, còn không tự tin thì bận dưới 1m7. Tàu Hàm này em bao chuẩn hàng cấp phát cho anh em nhé. Nói chung khi bán hàng mà shop có trách nhiệm bao rồi thì anh em cứ thoải mái. Biết shop nào như shop này thì anh em cứ thoải mái. Con này là 70-80 kg. Bao là anh em, cái video em không bao giờ em xóa một video nào hết. Để làm chi? Để rằng là cho dù thời gian anh em mua bao lâu anh em vẫn coi, và em lời nói của em là có trách nhiệm với việc làm mình. Cho nên là không có xóa, để nguyên. Để mình còn bằng chứng để mà nói hả? Mã số 3, 2,5 triệu. Tiếp con này màu cổ, thân đồng cổ đồng. Vai 52. Vai 52, dài áo là 82. Nhiều khi em muốn xóa bớt video vì mặt hàng mà cỡ một tuần về trước là em đã bán hết rồi, không còn nữa. Nhiều anh em video nó đề xuất lên á, cái anh em khách mới vào xem lại hỏi, cho nên mình muốn xóa bớt nhưng mà vẫn không được, không dám. Khóa 2 số 7 này, dây kéo hơi bị ngon luôn. Ở trên dưới, dây dưới còn, dây trên thì mất tiêu. Nó rút cái dây ra, nó kéo rẹt rách mất miếng vải của em một chút. Áo này còn mới lắm nha. Con này là size medium. Size medium regular 70-80 kg. Cao 1m7-1m74, đời 73. Con này là đời 72, là đời đầu dây kéo đồng. Và tới đời 73 là con này hơi bị đỉnh nha. Nhưng mà con này bị dơ vai này, dơ cái cầu vai này. Con này dơ mà thôi chứ mới lắm. Ở đây có bút mực, bút bi á, bút bi bị cạch, hai cạch nhẹ nhẹ. Ở dưới lai này cũng bị dơ nhẹ nhẹ anh em ạ. Bị dơ nhẹ thôi, gọi là dơ đất nhẹ nhẹ thôi. Ống tay này, qua bên cùi tay bên này nó cũng bị dơ một chút. Ra đằng sau này anh em, ra đằng sau này
À, nó cũng bị dơ một chút nhẹ nhẹ ha. Ở đằng sau lưng này cũng bị dơ này, dơ đất này. Con này vải thì hăng mới lắm, nhưng mà anh em phải coi chấp nhận được cái vết dơ nha. Cái cổ tay chưa có vết gấp luôn này, không, nó chỉ dơ đất nhẹ nhẹ một chút thôi. Con này em duyệt được, con này em nói thiệt chấp nhận vô tư. Nói về mấy cái vết dơ này thì anh nhầm gì, đây có một chút dơ nữa này. Rồi 70 đến 80 kg, cao 1m7 đến 1m74, vai của nó là 53, vai 53, dài áo là 82, màu cổ úa nha, màu cổ úa không phải màu ô liu đâu. Rồi ai chốt con này chốt giùm em bán sale luôn, 4,4 triệu, bây giờ sale xuống 3,7 triệu, mã số 2, 3,7 triệu mã số 2 nha. Đây là giá cũ và đây là giá mới, mã số 2 mới tên, con này mới mà nó bị dơ mấy chấm nhỏ nhỏ thôi. Mã số 2. Tiếp một cái quần này là quần cúc nổi. Nói chơi cái này thì chơi tới cúc nổi là sành điệu lắm rồi phải không em? Nói có nhiều người mơ ước cái cúc nổi quá, mà cái quần thường đưa đồ cái cúc lồi ra. Nhưng mà đồ thì đồ, nó chỉ ngoại hình thôi chứ không bao giờ mà thật được. Bởi vì thứ nhất, thứ hai nó phải đi kèm theo ba cái tem. Nó là cúc nổi là phải có ba cái tem. Một tem, hai tem, ba tem. Búp lên bình thường chỉ được có hai tem. Con này là cúc nổi nha. Chơi cúc nổi thì là trao của sành điệu rồi. Rồi cái bụng của nó là 88, anh em có thể đôn về được 84, 83. Dài quần là 108. Chất vải búp lên nha. Con này bữa nay cũng sale luôn này. Sale này. Trên này xuống đều và đẹp. Đều và đẹp hết nha. Bên này cũng đều và đẹp luôn này. Nhưng mà ở dưới góc này có bị dơ một chút xíu thôi. Một chút xíu ngay chỗ tay em khẩy khẩy đây này. Dơ nhẹ thôi nhá. Con này nói như vậy, con này là quá đẹp lắm rồi. 93% like cô quá. Quá hoàn hảo. Và được 5 triệu em bán xuống cho anh em 4 triệu. Sale cho anh em 4 triệu mã số 1. Chốt giùm em nha. Chơi con này thì chất như nước cất. Quan trọng mình có biết được cái giá trị của một con này không và nó như thế nào thôi. Và tiếp là một con áo cúc nổi này. Quần nổi rồi giờ tới áo cúc nổi nha. Cũng ba tem. Vai của nó là 50. Dài áo là 78. Anh em đừng có so sánh giá với áo nhái nha, áo tái bản nha. Thằng này của Đức, của Nhật, của Việt Nam, của Trung Quốc, của Thái Lan. Nhái thì đầy, đúng không? Hồi nãy lúc trưa em có nói với em á, đồ cũ đã qua sử dụng mà nó còn nhái thì huống hồ gì hàng VIP. Hàng VIP đỉnh nhất của đồ Mỹ bây giờ là đỉnh nhất của đồ lính. Chất đỉnh nhất. Thằng này chưa, thằng này cúc nổi nó là một trong những dạng là bộ binh là đỉnh nhất của nó. Chơi sành điệu nhất là của cúc nổi. Nhưng mà chưa, Việt Nam Cộng Hòa mới là đứng đầu. Cái thằng Việt Nam Cộng Hòa đào đâu ra, lâu lâu mới được một con. Chứ không có hàng loạt đâu nha, anh em mà có hàng loạt là phải để ý đó. Rồi con này thì nó bị dơ này. Bị dơ này. Nhiều khi mình anh em phải tinh ý chứ, phải không? Mình mua đồ mình phải khôn ngoan chứ. Đâu để người ta lừa được. Em có lừa được các anh đâu, đúng không? Ai cũng có mật hết. Mình nhìn qua một lần lừa một lần, đâu lừa được người nhiều lần đâu. Ở cái vai này nó gỡ một cái tem, nhưng mà nó lủng. Gỡ tem thì nó lủng. Trên cầu vai này nó có một chấm dơ. Chỗ này nó lủng nữa nha. Ra đằng sau này thì có nhiều cái gấp. Tức là anh em nhìn này, có cái đường
sượt trắng trắng nằm ngang ấy. Đấy, em cầm như vậy là anh em nhìn thấy có đường trắng trắng ngang ngang này. Ở trên này thôi, còn dưới này đều. Cái thằng mà cúc nội là có cầu vai đai sườn nha anh em. Có cầu vai đai sườn nha. Cái thằng cúc nội này mà tìm ra hàng thiệt đã là le lại rồi đó. Anh em thấy từ hồi giờ em có đâu? Không có. Có cái lớp và hàng thiệt em cất đó. Em có nói với anh em là hàng Việt Nam Cộng Hòa với hàng hàng địch nhất của em từ lâu giờ em chôn cất. Thậm tế anh em trong đồ lính bảo là em bán nó uổng quá. Bởi vì mình chiết góp hết cái ấy của mình mà mình cất góp được mười mấy năm trời mà tới giờ đi bán đi. Thì do hoàn cảnh mình bán thôi, đúng không? Ở đây nó dơ này. Cái này gọi là cái vết gỡ keo nha anh em. Bây giờ mà anh em mà đòi nữa thì em cũng không có để mà đưa nữa luôn. Nhưng mà hình như đang còn một hai con chưa bán được á. Vai của nó là 50. Dài áo là 78. Đây là cúc nội chuẩn hàng cấp phát nha anh em. Nó là 56X ha. 563-64. Rồi con này là 70-80kg và nó vẫn ba tem nha anh em. Ba tem nhá. Ba tem nhá. Cái dòng này em cũng nhấn mạnh rồi là nó không phải là chỉ có ba tem là của Mỹ đâu. Ba tem nó còn của Nhật. Nói chung là các nước nó nhái thằng Mỹ này này. Thằng Nhật, thằng Đức và nhái là tái bản rất là nhiều. Nói về tái bản bởi vì cung quá cầu mà tìm không ra, cái bắt đầu nó ra chỉ nhái. 8 triệu mã 14. Lúc đầu em bán 8 triệu rưỡi này. Bây giờ em bán 8 triệu mã 14. Tiếp một con M65 mới kem spen luôn. Con này sao mà anh em còn chừa lại đây ta? Con này là vai 54-55, mới chưa có sử dụng luôn. Em bao hàng cấp phát à, hàng của lính à, hàng của Mỹ nha. Dài áo là 77 bởi vì em chưa coi tem, em chưa có biết. Con này của Mỹ chứ không phải là hàng cấp phát của Mỹ nha. Con này Salad Roller. Cái thằng của Mỹ là nó không bao giờ có đời đâu anh em ạ. Mark in USA này. Mới kem spam 3 triệu, bây giờ em bán sale xuống là 2 triệu rưỡi mã 13. Con này chưa có sử dụng nha, bao cho anh em chưa có sử dụng. Dây trên còn, dây dưới còn luôn. Khóa của nó đây, chưa có sử dụng. Size large con này là 80-90kg, cao 1m7-1m74. Vai của nó là 55 lần, vai 55 lần nha. Dài áo là 77 của Mỹ nha em. Này chơi con này thì chất hết cỡ nói luôn vào em. Thông thường những con này mà còn nó toàn bị lủng rách, ít khi mà được. Con này mà của cấp phát chắc chắn là con này em không bán giá này đâu. Cấp phát là con này mà mới kẹn như thế này nó cũng phải là 7 triệu 6-7 triệu. Rồi chốt chùm em con này 2 triệu rưỡi mã 13. Mã 13 với kem spam luôn. Chơi con này thì khỏi phải bàn à, khỏi phải bàn. Anh nào có kỳ tính cỡ nào cũng không có. Đây con này là con em xuống size này. Con này là áo túi chéo ba tem. Ba tem nha em. Nó ba tem mà dưới này em gỡ mất tem rồi. Tức là nó là hàng của Nhật chứ không phải là của Mỹ. Túi chéo ba tem thì nó là size large. Xong bắt đầu em về em gỡ, em xuống size small. Chất vải là bublin. Ba tem mà cái tem em xuống em gỡ em quăng mất tiêu. Rồi vai của nó là 45-46. Vai 46 túi chéo đàng hoàng nha. Dài áo là 73. Cầu vai đai sườn. Nói tóm lại là áo Mỹ thì có 3 tem thì nó không 3 tem. Đó, đều và đẹp.
Con này 2 triệu rưỡi, bây giờ em xuống 2 triệu mã 12. Tem này là tem của Mỹ này, tem VIP của Mỹ á. Cầu vai đai sườn nhá, có cầu vai, có đai sườn. Nói chung là con này thì chắc cả thế giới này cũng có được 4-5 con á, 4-5 cái á, 4-5 con này này. Hồi xưa mà em mới sưu tầm á, thì đếm trên tay thì được 2 con, 3 con. Mà bây giờ thì em đoán là cứ được 5 con. Rồi, cái này có cái cúc nữa mà nó cái cúc nó bung đi đâu rồi á. Mình đơm cái cúc vào là ok nhá. Con này là 60 đến 70 kg. Ai ưng chốt giùm em 2 triệu mã 12. Em đang còn sót lại một con này đấy. Hình như còn một con nữa. Cái lô hả em sưu tầm là em bán sạch. Mà nói về hàng sưu tầm thì đầu tiên vào cái kênh này, đầu tiên là em quay một bộ sưu tập của em. Anh em mà có rảnh thì quay lại, ngược lại thời gian cách đây 2 năm. Năm nay là năm thứ 3 nha. Năm nay là bắt đầu bước qua năm thứ 3, ngày mai là em đầy 3 năm này. Thì quay lại 3 năm trước, cái bộ sưu tập của em là em quay lên những cái mặt trong có đó có con này. Là bữa hôm em có like em bán cho anh em á. Em đưa ra em bán hết luôn. Vì kẹt tiền em bán hết luôn. Cho nên là những bộ sưu tập của em có bằng chứng đàng hoàng, nhưng phải là nói là hàng sưu tầm mà nói mừng miệng không có đâu. Rồi con này là vai của nó là 56, dài áo là 66. Tức là người mà tự tin thì cao trên 1m7, còn không tự tin dưới 1m7. Áo này mùa đông, ba lớp ấm nha. Size large, hàng cấp phát. Con này là tàu hàm của lính Mỹ anh em. Màu của nó là màu xanh xám. Đấy, size large nha. Con này cũng 2 triệu mà sale xuống có 1 triệu 7 này này. Mã 11. Size large thì anh em 80kg là cái chắc rồi này. Ở cái ống tay chỗ này nó bị dơ một chút nha anh em. Dơ nha, dơ ở đây luôn này. Dơ á. Bó tay nó cũng bị dơ luôn á. Nói chung là thằng này nó bẩn dơ ngay cái cổ tay á. Rồi, tem thì còn đẹp. Em đo, thôi khỏi đo đi này. Đo một lần thôi anh em ơi. Em cứ đo hoài rồi mấy em rối hết. Rồi con này là 85kg, 75 đến 85kg. Ai ưng chốt giùm em con này là sale 1 triệu 7 nha. 2 triệu mà sale xuống 1 triệu 7 mã 11. Philot bây giờ cũng kiệt quệ luôn, hết rồi. Màu số 5 cũng bòn mót nữa thôi. Nói chung là bữa nay là bòn được cái nào là bán hết để kết thúc năm. Chốt giùm em 1 triệu 7 mã 11. Ủa em dán hai tem hai bên ha. 7 mã 11. Tiếp một cái quần satin. Quần satin em bán nguyên bộ nha. Bán nguyên bộ anh em này. Đó, một bộ satin nha. Được có bộ này ghép cho anh em bán luôn này. Vai của nó là 47, dài áo là 78, xanh đều. Ở đây là nó gỡ một cái tem này, cho nên cái tem này nó may kiểu giả chiến anh em này, không có vắt sổ, không có gấp mép gì hết, trần lên luôn. Ở đây là có một cái tem này mà nó gỡ mất tiêu rồi. Ở đây cũng có một cái tem mà nó gỡ mất rồi này. Nó gỡ thì nó để nó làm rách chỉ ngay cái túi này. Anh em mà muốn bẩn con này là phải may một cái tem lên đây nhá, để che ngay cái khuyết điểm này. Rồi qua ống tay này, sư đoàn 101. Ở đây nó bị dơ một chút nha anh em. Bị dơ một chút nha. Rồi ra đằng sau, màu xanh ô liu nha anh em. Ra đằng sau đều và đẹp. Bên này số 1. Chỗ ống tay này nó bị lủng một lỗ này. Có bị lủng một lỗ nhỏ nhỏ này. Hết. Vai này là to nhá.
vài 47 là hơi bị đẹp luôn rồi đó. Anh em về mà thích thì nhưng mà may lên đi một cái tem đi để cho nó thành một cặp. Đấy, toàn là tem VIP ở trên vai không này. Quần áo trùng màu anh em. Trùng màu nha, tương đối thôi, tuyệt đối thì không có được. Rồi cái bụng của nó, ui giờ bụng này có 74, 76 mà. Bụng này có 76 à, con áo này thì 70 đến 80 kg rồi. Áo thì small, quần thì small mà áo thì medium. Ai được thì được mà không được thì thôi nhá. Rồi con này dài 108. Dài 108. Quần này anh em nhìn này, anh em nhìn thấy không ạ? Bên này màu xanh ngọt hơn, bên này nó đậm hơn. Nó ủi á, nó ủi ly này này, nó làm hai màu, hai file. Nhẹ nhẹ thôi, mình nhìn kỹ mới thấy, nhìn bình thường không thấy. Sau đều. Khoan, hồi nãy em có thấy một lũng một lỗ đâu á. Hồi nãy em có thấy lũng một cái lỗ, bên này cũng đều hết nha. Nhưng mà đấy, anh em nhìn này, bên này xanh tươi, bên này hơi đậm một chút. Này đây, em thấy một cái lỗ lũng ở đây. Ngay sau mông, nhỏ chút chút. Rồi, ai chốt cả bộ này, satin chốt cho em là 2,5 triệu mã số 10. 2,5 triệu mới bằng, nói chung là giá lao động của bộ satin thôi. Đúng không? Một cái quần satin nó đã 2-3 triệu rồi. Giờ bán cả bộ là có 2,5 triệu. Ai ưng thì chốt nha. Cái này gọi là cái quần á, cái quần mình bẩn á, thì mấy anh bẩn là nó nằm ọt ở dưới bụng bự cho nó không có lồi lên. Còn cái áo bự là vừa đẹp. 2,5 triệu mã số 10, ai vừa thì chốt nha. Thế một con Philos tàu hỏa mùa đông nữa này anh em. Tàu hỏa mùa đông được có bòn một vài con này thôi. Vai của nó là 60, con này chắc ít lát. Dài áo là 69, gần 70. À, anh em thừa sức tự tin bẩn trên 1,7 phải không? Con này size X lát. Hàng cấp phát của lính Mỹ nha anh em. Tàu hỏa mà. Màu thì đang rất là đều. Nhưng mà chỗ này này, anh em thấy có cái vệt cái cờ không? Có cái vệt, nó may cái cờ mà nó bị mở cờ ra, nó bị lũng á. Nó bị móc lũng á. Gọi là nó bị móc một lỗ nhẹ nhẹ thôi. Anh em may lên lại một cái cờ cũng được, không may cũng được, để vậy cũng được. Màu đang còn đều và đẹp nha. Con này mới là đẹp này. Nhưng mà thấy dán ở dưới bo rồi. Ở đây nó cũng bị châm một cái lỗ ở đây này anh em này. À, bị châm một cái lỗ này. Đây nhá. Đây nữa này. Nói chung là chỗ này thì nó sơn sơn thôi chứ không phải bị châm. Rồi trên cái bả vai này anh em, nó cũng may vào đây một cái tem. Nhưng mà nó gỡ tem thôi, không có liên quan thì không có lủng rách gì đâu. Nó có cái đường nó gỡ chỉ thôi. Rồi qua thân bên này thì đều nhưng mà bo bị lủng này. Con này bị bo lủng thì cái vết bo này cũng rất là dễ mà. Bo này thì theo em mà anh em đưa kim á, đưa kim máy tay níu lại cái là nó kéo nó đàn bo lại à, chứ không có bị nghiêm trọng đâu. Bây giờ em đo vai nha. Vai của nó là 60, hồi nãy dài 69 này, 69 gần 70 luôn. Thử lưa anh em bẩn trên 1m7 không, thử sức luôn. Người ta tự tin, người ta bẩn có 63 m 74. Bán số lê con này luôn nhá. Bán sale với anh em con này luôn. 1,9 triệu, bán rẻ xuống 1,5 triệu mã số 9. Sale xuống là 400.000. Xuống 400.000. Ai 80 đến 90 kg. À, anh em nào mà 85 95 vẫn được. Chốt giùm em ha. Bán sale luôn này. 85 đến 95 vẫn được, mà bụng đừng có to. Còn mà bụng to thì 8 đến 90. Mùa đông cực kỳ ấm nha anh em. Chốt mã số 9 giùm em. Thế một con ghi lê. Con này là thằng của thằng Tất Chiến.
thằng tác chiến chứ không phải thằng quần què đâu. Mấy thằng quần què không có chơi được với thằng này đâu. Cái dây này là nó bắt từ cầu vai này qua cầu vai này. Đây, anh em nhìn cái túi của nó bao vây bao la đằng sau một cái bình đông. Đây là một cái bình tông này, gọi là cái túi ba lô cóc. Ở trước thì bao vây này. Áo này là anh em bần khỉ gì cũng được, không có cần phải dài với ngắn đâu nha. Dài áo của nó là tầm 50. Mấy cái túi cóc này anh em có thể di dịch đi chỗ khác vẫn được. Anh em di dịch đi chỗ khác vẫn được. À, cái túi này. Trời ơi, toàn túi chà bá lửa không? Bẩn rất là ngầu. Rất là ngầu luôn anh em ơi. Chơi mấy con này hàng này mới là fit này. Còn thời trang, mấy con thời trang thì là mình chơi cho nó thay đổi phong cách. Chơi con này thì nó ốc ác luôn nhá. Con này là 80, 70 đến từ size 70 cho tới 85. Là size nào cũng vừa hết. 70 cho tới 85. Đấy. Trên này là bình đông anh em có thể đừng cái gì nó phình ra vẫn được. Cái dây này là nó nằm luồn vào đây này. Nó luồn vào cái dây này mà em không có thời gian cho chui vào để cho lòng bòn vậy đó. Rồi, bán rẻ con này luôn. Con này bình thường em bán 1,5 triệu đến 1,8 triệu. Bữa nay bán con này cho anh em giá rẻ luôn này. Bán là gọi là bán người ta thì tặng hàng, tặng gì đó. Em là không có tặng gì hết á. Chơi lộc trực tiếp trên đồ. Ai mua là người đó được hưởng lộc trực tiếp luôn. Ai ủng hộ là sẽ được. Bán 900 ngàn. Mã số 8. Chứ tặng quà nhiều anh em cả năm không mua mà vào chốt cái để lấy quà á. Thì cái này nói chung là mỗi người một cái cách làm ăn. Em thì chơi trực tiếp, thực tế. Nó rõ ràng thôi. Rồi con này cũng là thằng thuộc dạng là tác chiến. Nó đúng nghĩa của nó là một con phi hành đoàn. Phi hành đoàn nó thuộc về thời năm 1967 ạ. Nói đúng ra là nó thuộc về nó có hai dạng, một dạng cứu sinh, một dạng phi hành đoàn, một trong hai loại của không quân. Dài áo là 58. Ở đây là nguyên cái lưới của nó nha anh em. Cái lưới nha. Nó là thuộc về lực lượng đặc biệt mới được sử dụng mấy cái dòng này, chứ không phải dòng quần què mới được sử dụng đâu. Con này là 75 đến 85, nói chung là 70, 80, 85. Nhưng mà cái móc của nó thì nó bị hư cái móc, cho nên nó đổ bằng cái tay cầm bằng cái này nhé. Rồi, hơi dơ một chút, về giặt giùm em cái. Hơi dơ một chút. Ai ưng chốt bán rẻ con này luôn này, 1,4 triệu, giờ sell xuống là 900 ngàn. 1 triệu đúng là 1,5 triệu, 1,8 triệu ha. Nhưng mà sell rồi sell nữa, 1,4 triệu xuống 900 ngàn. Bán tuyệt quân luôn. Bán rẻ là rẻ, cực rẻ luôn. Hết rồi. Không còn gì nữa hết. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em ha. Hẹn anh chị em qua live sáng ngày hôm sau. Ta lại tiếp tục giao lưu. Chúc mọi người ngủ ngon. Em chào.